Nói tới bản vai Odo bính bong huyền thoại thì các bác nghĩ tới những bản nhạc du dương, ngân nga, nó đi vào huyền thoại và là dấu ấn của mỗi bác đam mê phải không ạ? Và chiếc Odo 5710 đời Nesso hôm nay em muốn giới thiệu trong video nằm ở chính giữa màn hình của các bác đây ạ. Và em đề với mã số là D123 với chiều cao kích thước thùng là 58 và chiều rộng 56. Dạ vâng, chiếc Odo 5710 đời Nesso này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 578 zin nguyên bản và nó cũng chơi được hai bản nhạc gai Kalion và bản nhạc truyền thống Westminster cũng điểm chuông kép bính bong. Và bên em giao lưu với các bác với giá là 26 triệu. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho bên em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và bây giờ em sẽ cùng sát gần lại chiếc Odo 5710 đời Nesso để cho các bác cùng ngắm nhìn cho em một vẻ đẹp một chiếc thùng bè và được các nghệ nhân chạm đục những cái chùm hoa quả anh đào hai bên rất là đẹp và sắc nét. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em những cái thiết kế hai bên ống đây. Nó nổi bật cái đường vân gỗ và cái tông màu sắc của nó cực kỳ là nổi bật phải không ạ? Và bên dưới của nó là tay nắm và kính trắng thủy ở bên dưới đây các bác ơi. Với một bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng rất là đẹp và rực rỡ. Và chiếc Odo kim mắt ngậm đúng đời 57. Vâng, em sẽ soi gần cho các bác cùng ngắm nhìn chiếc thùng và cùng ngắm những cái vẻ đẹp huyền bí của em Odo 570 đời Nesso. Và bên em giao lưu với các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân phải không ạ? Và bên em giao lưu với các bác với giá hợp lý rồi nhưng luôn đảm bảo cái chất lượng và mang tới cho các bác những cái giai điệu ngọt ngào của bản gai huyền thoại. Vâng, bên trong thùng là một chiếc thùng đóng rất là chắc chắn và nịch nạp các bác nhé. Chiếc thùng đóng rất là kỹ và với một bộ mặt số nổi diện đồng vàng đây. Em sẽ mời các bác cùng em test luôn hai bản nhạc. Kalion và bản nhạc truyền thống Westminster. Và bây giờ em sẽ rút máy để giới thiệu về những cỗ máy bên em và với cái chất lượng bên em. Vâng, cái kỹ thuật này thì trực tiếp bên em làm nhá các bác nhá. Và em luôn mang tới cho các bác những cái chất lượng và những cái giai điệu ngọt ngào để cho các bác yên tâm sử dụng chơi những chiếc Odo 57. Vâng, và các bác cùng ngắm nhìn cho em một bộ máy ba vách đẹp đều màu nhau. Máy vàng sáng máy các bác nhé. Và chuẩn máy Odo 578 Nesso các bác ạ. Vâng, bộ máy vàng ươm
và các đầu trục của nó còn tròn tít, không có tu dồn. Vâng, bộ máy còn khá là đẹp, rất là đẹp các bác ạ. Và từ những hệ thống bánh răng nồi cót của nó nguyên bản, mình chỉ thêm có cái cần bính này và thêm quả lô gai, bộ phận lô gai này và thêm cái cần gạt bài thôi các bác nhé. Còn tất cả của nó là zin nguyên bản và nó hoạt động chạy ổn định đúng như là máy 10 zin. Với bộ gông 3 số 1 cũng là trực tiếp bên em cắt tâm và chỉnh âm. Và bên em luôn đảm bảo với chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác là máy chạy ổn định. Và ba ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho bác. Các bác và cót zin không có đứt nối các bác nhé. Dạ vâng, chiếc Odo 5710 đời nét sau. Trong video hôm nay em giao lưu với các bác với giá là 26 triệu. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em hoặc inbox qua số Zalo. Em sẽ gửi chi tiết đầy đủ cho các bác và bảo hành cho các bác. Và các bác có thể về trực tiếp bên em được thì em mời các bác về tới cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thì alo cho em, nhà em ở ngay đó. Và các bác không thể về được thì bên em có gửi xe khách và ship bưu điện đến tận nơi cho các bác. Vâng, em xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại các bác.